Buổi học ngày hôm nay là các con và thầy sẽ cùng tìm hiểu về vị trí tương đối của đoạn thẳng và đường thẳng. Thì trong cái phần này thì thầy giáo sẽ giới thiệu cái nội dung là gần như học hết một chương luôn của hình học 7, cái chương 1 hình học ạ. Thì cái chương này nó cũng không khó đâu, với cái nội dung kiến thức nó không có gì khó cả. Chúng ta sẽ đến với phần 1 nhỏ. Góc O1 và O3 là đối đỉnh, góc O2 và O4 là đối đỉnh. Và theo cái định lý chúng ta được theo cái khái niệm chúng ta được học ấy thì hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, đúng không? Và cái hình vẽ này cho chúng ta là ta có các cặp góc đối đỉnh. Ta có các cặp góc đối đỉnh. Ta có các cặp góc đối đỉnh. Là O1 và O3 chấm phẩy O2 và O4. Đúng không? Và chúng ta học một cái tính chất đó là gì ạ? Hai góc đối đỉnh thì làm sao con nhỉ? Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, đúng không ạ? Và được học gọi là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Từ hình vẽ thì các con sẽ suy ra được là O1 sẽ bằng O3, đúng không? Vì lý do đây là hai góc đối đỉnh. Và góc O2 sẽ bằng góc O4 mở ngoặc, đây là hai góc đối đỉnh. Như vậy đầu bài người ta cho biết các O1 bằng 40 độ thì điền nó vào cho hình nó sáng hơn, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ tính được các góc còn lại không? Điều này không gì khó khăn cả. Long anh tất cả mình được không ạ? Hôm nay học đặc biệt. Thì khó khăn là cách trình bày thôi. À, đương nhiên là các con bảo bài này dễ thầy ạ, đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng quan sát vào hình nhé. Con nhìn vào đây cho thầy này, góc O1 bằng 40 này thì con sẽ có ngay góc O3 là góc đối đỉnh, đúng không con? Góc O3 bằng bao nhiêu ạ? Góc O3 bằng bao nhiêu? Ai trả lời thầy ạ? Mời bạn Phong nào. Em thưa thầy là 40 độ. Đúng rồi, vì sao bằng 40 con nhỉ? Vì hai góc đối đỉnh ạ. Vì O1 và O3 là hai góc đối đỉnh, tốt rồi. Thế con có thể suy luận nhanh tiếp cho thầy góc O2 bằng bao nhiêu độ không? Em thưa thầy O2 bằng 180 độ trừ O3. Hoặc trừ O1 cũng được, đúng không? Trừ O1. Và bằng bao nhiêu ạ? 180 độ trừ 40 độ bằng 140 độ. Rất tốt. Và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đến với nội dung của bài giải nhé. Chúng ta sẽ giải thích như sau. Bây giờ mình sẽ giải thích thôi. Mình sẽ nói là vì O3 và O1. Mình cần đi tính góc O3 đúng không? Mình nói là hai góc đối đỉnh
Từ đó chúng ta sẽ suy ra góc O3 bằng góc O1 và bằng bao nhiêu độ ạ? 40 độ. Mình giải thích lý do đây là theo gì nào? Tính chất. Bây giờ muốn tính được O4 thì cần tính O2, hoặc ngược lại muốn tính O2 thì cần O4, thì chúng ta có hai phương án như bạn Phong vừa nói đấy ạ. Mình có thể sử dụng O1 và O2 là hai góc kẻ bù, hoặc có thể sử dụng là O2 và O3 là hai góc kẻ bù đều được cả. Đúng không? Vì nó là thẳng hàng rồi, chúng ta sẽ giải thích tiếp là gì ạ? Vì O1 và O2 là hai góc kẻ bù. Từ đó chúng ta sẽ suy ra góc O2 sẽ bằng 180 độ trừ đi O1 thay vào, và bằng 180 độ trừ 40 độ và bằng 140 độ. Xong. Như vậy nhiệm vụ của O2 xong, còn nốt góc O4 thì tương tự không con? Chúng ta sẽ nói tiếp là gì nào? Vì đúng không ạ? O4 góc nào cần tính mình viết trước cho nó đẹp, và O2 là hai góc đối đỉnh. Từ đó các con sẽ suy ra góc O4 sẽ bằng O2 và bằng 140 độ. Và bây giờ mình kết luận thôi, ở đây là theo tính chất, đúng không? Kết luận vậy góc O2 thì bằng 140 độ, O3 thì bằng 40 độ và O4 thì bằng 140 độ. Thì các con cùng nghe thầy giáo giảng nhé. Các con nhìn hình ảnh âm thanh có rõ không? Có. Thì thầy giáo sẽ hướng dẫn các con như sau. Thì dựa vào cái nội dung này, dựa vào cái này này, 4 lần O2 bằng 2 lần O1. Và chúng ta cần phải biết thêm một thông tin nữa. Thì nhìn vào hình O1 và O2 là hai góc gì nhỉ? Góc kề bù. Rồi, tức là tổng của nó bằng 180 hay không? Thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ làm được bài tập này thôi. Bằng cách như thế nào ạ? Rất đơn giản. Các con theo dõi nhá. Chúng ta nhận thấy là vì 4 lần góc O2 thì bằng 2 lần góc O1. Thì thầy cân bằng đi con ơi, thầy cùng chia cho 2 đi con. Tại vì nhận thấy là 4 và 2 đều chia cho 2 không? Thì thầy cân bằng đi, thầy chia cho 2 đi. Thì có phải là còn 2 lần O2 không? Sẽ bằng góc O mấy ạ? O1. Đúng chưa? Tớ cho ai hiểu chưa ạ? Cùng chia cho 2 nhá, hai bên bằng nhau cùng chia cho 2 thì mình rút gọn chưa ạ? Đấy, mình quan trọng là mình phải biết rút gọn. Tiếp theo mà ta lại có góc O1 cộng với góc O2 thì bằng 180 độ. Lý do vì sao đây là hai góc kẻ bù. Con nhìn nhá. Bây giờ thầy giáo sẽ thay thế con ạ. Thầy giáo sẽ thay thế nhá. Thay thế O1 nhá. O1 này này. Bây giờ thầy giáo sẽ thay thế O1 nhá. Thầy giáo buông cái màu vàng cho nó gọn. O1 thầy giáo thay thế từ 1 và 2 này. Thì thầy giáo sẽ thay thế O1 bằng 2 lần O2. Suy ra 2 lần góc O2 là bằng O1 đấy ạ, cộng với O2 thì bằng 180 độ.
Các con cộng nhẩm của thầy với ạ, 2 lần góc O2 cộng 1 lần góc O2 thì bằng mấy lần góc O2 con? 3 lần góc O2 bằng 3. Đúng rồi, 3. Bằng 3 lần góc O2. Và bằng 180 độ. Từ đó chúng ta sẽ suy ra góc O2 sẽ bằng 180 độ chia cho 3 và bằng bao nhiêu độ ạ? 60 độ. Tốt rồi. O2 tìm được rồi, bây giờ nốt góc O1 đúng không? Từ đó mình suy ra góc O1 ở trên mình có đấy ạ, bằng 2 lần góc O2. Mình sẽ thay vào và bằng 2 lần 60 độ và bằng 120 độ. Thế là tìm được O1 và O2 rồi. Còn việc tiếp theo là bây giờ các con đi tìm góc O3 và O4 thì ngon chưa? Mình sẽ dựa vào tính chất của hai góc đối đỉnh không? O1 và O3 bằng nhau, O2 và O4 là bằng nhau, đúng không ạ? À, ta sẽ nói tiếp là gì nào? Theo hình vẽ này, mình có thể suy luận nhanh luôn. Mình học tính chất rồi, theo hình vẽ này. Thì bây giờ con sẽ suy ra góc O4 của con sẽ bằng góc O2 và bằng luôn 60 độ mở ngoặc. Đây là gì ạ? Hai góc gì ạ? Mình giải thích luôn. Mình không cần phải nói tính chất nữa, mình ghi là, hoặc mình ghi đầy đủ là tính chất. Hai góc đối đỉnh rồi. Tiếp theo mình cũng suy ra được tiếp. Góc O3 cần tính viết trước sẽ bằng góc O1 và bằng 120 độ mở ngoặc tính chất hai góc đối đỉnh. Như vậy chúng ta đã tìm được 4 góc và bây giờ mình kết luận vậy. Đây mình kết luận gọn thôi. Góc O1 này mình tính được rồi, nó bằng góc O3 này, cùng bằng 120 độ này. Góc O4 này thì bằng góc O2 này và bằng 60 độ. Bài 2.1 là có ai làm ra kết quả chưa con ơi? Em có rồi. Thầy tin lớp mình làm được mà. Ra bao nhiêu? Là gì nhỉ? O1 và O3 là ra 45 độ đúng không? 5 độ. Còn O2 rồi. Và O4 là ra 135. Rồi, nói thế là biết rồi. Như vậy là dựa vào đó thì chúng ta sẽ làm được ngay cái bài toán này thôi. Đây là mình có là O2 bằng 3 lần O1 này. Mà trong khi đó O1 và O2 là hai góc kề bù tổng của nó là 180 rồi. Mà chúng ta sẽ suy ra được không? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài giảng. Chúng ta nhận thấy là ta có này, góc O2 này bằng 3 lần góc O1 này. Đúng không? Mà này, góc O1 này cộng với góc O2 thì bằng 180 độ. Mình giải thích đây là hai góc kề bù. Bây giờ mình thay thôi. Bây giờ mình thay thằng mấy ạ? Thay thằng O2. O2 đây. Mình thay vào. Đúng không con? Từ hai yếu tố này chúng ta sẽ suy ra O1 cộng 3 lần O1 bằng 180 độ. 3, 1 lần O1 cộng 3 lần O1 là mấy lần O1 ạ? 4 lần O1 bằng 180 độ. Và chúng ta sẽ suy ra góc O1 sẽ bằng 180 độ chia cho 4 và bằng 45 độ. Tốt rồi. Thế thì đương nhiên chúng ta sẽ suy ra được tiếp thằng tiếp theo không? Thằng O2 bằng 3 lần O1 thay vào bằng 3 nhân 45 và bằng 135 độ. O1, O2 tính được rồi thì đương nhiên O3 và O4 tính rất dễ.
theo hình vẽ. Thì các con sẽ suy ra góc O3 bằng góc O1 cùng bằng 45 độ. Giải thích lý do cho người đọc đây là gì ạ? Theo tính chất. Hai góc đối đỉnh. Tiếp tục, chúng ta cũng suy ra tiếp góc O4 sẽ bằng góc O2 bằng 135 độ. Mở ngoặc, lý do ở đây là hai góc đối đỉnh, tính chất. Hai góc đối đỉnh. Và bây giờ là kết luận thôi. Vậy O1 thì bằng O3 và cùng bằng 45 độ. O2 thì bằng O4 và cùng bằng 135 độ. Được chưa các con? Với y y phẩy, đấy là ký hiệu. Để hai cái đường thẳng này nó cắt nhau và tạo thành một góc bằng 90 độ thì ta nói rằng hai cái đường thẳng xx phẩy và y y phẩy vuông góc với nhau và có ký hiệu là xx phẩy vuông góc với y y phẩy. Đấy, ký hiệu vuông ạ. Người ta nói về cái khái niệm về hai đường thẳng vuông góc, nhưng các con hiểu rằng ở đây là thực ra là có mấy góc vuông không? Bốn góc. Đúng rồi, bốn góc ạ. Bởi vì nếu cái thằng x'OY bằng 90 thì đương nhiên đối đỉnh sang nó là x'OY' cũng bằng 90 và kề bù sang nó là y'OX cũng bằng 90 vì tổng hai góc bằng 180. Thì đối đỉnh sang bên này cũng tương tự. Đúng không? Như vậy hai đường thẳng vuông góc người ta chỉ nói một góc vuông, nhưng chúng ta ngầm hiểu nó có mấy góc vuông ạ? Bốn góc vuông. Được chưa? Đấy. Thế thì từ đây chúng ta suy luận nhé. Ví dụ là đường thẳng vuông góc một đoạn thẳng thì đương nhiên nó phải cắt nhau và tạo thành một góc bằng bao nhiêu độ ạ? 90 độ. Nhá. Và chúng ta sẽ nói đến một cái phần tiếp theo nữa là phần 3 nhỏ. Phần 3 nhỏ là chúng ta nói về đường trung trực. Ở đây là thầy giáo nói là thầy giáo nói theo ý hiểu nhé. Đấy là cái đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc này, đoạn thẳng và vuông góc thì là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Thì trong cái khái niệm và trong sách giáo khoa là đường thẳng là đường vuông góc và đi qua trung điểm của đoạn thẳng. Thì D được gọi là đường trung trực. Ở trên này được gọi là hai đường thẳng vuông góc. Còn ở dưới nó đi qua trung điểm nữa thì được gọi là đường trung trực. Các con nhìn vào thì màn hình cho thầy ạ. Các con nhìn vào màn hình cho thầy nhé. Con nhìn vào màn hình này. Cái ở cái vị trí góc A1 này này và góc B1 này, con nhìn này. Hai góc này này, người ta gọi là hai góc ở vị trí đồng vị này. Con nhìn thấy chưa? Đấy, đồng vị này. Vì sao? Đồng là cùng. Cùng một vị trí
nhưng mà nó không phải là trùng nhau. Thì con nhìn thấy là góc A1 nó nằm trên đường thẳng A, góc B1 cũng nằm trên đường thẳng B không? Và nó cùng nằm ở bên gì nào? Bên tay trái của đường thẳng C cho con. Thì người ta gọi A1 và B1 là hai góc đồng vị nhé. Con nghe đã con ơi. À. Các góc đồng vị, các cặp góc đồng vị. Các cặp góc đồng vị. Là A1 và B1 thì tương tự các con sẽ là có góc đồng vị tiếp theo là gì? Con nhìn vào màn hình cho thầy nhá. Góc A2 này nó nằm trên đường thẳng A chưa? Nó nằm bên phải đường thẳng C. Góc B2 cũng tương tự nằm trên đường thẳng B và nằm bên phải đường thẳng C không? A2, B2. A3 và B3. Và đương nhiên tương tự sẽ là thằng A4 và B4 nhá. Các con ghi nốt chỗ này cho thầy nhá. Tiếp theo này, một cái khái niệm nữa này là góc so le trong. Góc so le trong này con nhìn này. Cái áo của mình nó ở vạt đây này. Con đứng ở đây nhá. Để cái chỗ này gần nách nhá. Góc A3 này và góc B1 này, hai góc này là ở vị trí so le trong này này. Góc A4 và B2 này, con nhìn bàn tay thì đang chỉ chưa? A4 và B2 là góc ở vị trí so le trong. Đấy, chúng ta sẽ có là các cặp góc so le trong là A4 và B2 chấm phẩy A3 và B1. Đấy, một loại góc. Tiếp theo nữa là góc trong cùng phía. Con nhìn cái bàn tay của thầy nó đang đi vào nhé. Đấy, bàn đang đi vào này, trong cùng phía nó dồn vào cái ô tô đi vào đường cái này con này. Ô tô đi vào đường hai này trong cùng phía chưa? A3 và B2 ô tô đi ở đây đi vào. Đi vào ở đây, A4 và B mấy ạ? B1 ở phía trong cùng chưa? Nó bị chặn bởi đường thẳng C đấy. Chúng ta sẽ có là các cặp góc trong cùng phía là A4 và B1, A3 và B2 mở rộng ra. Con ơi, con nhìn vào màn hình cho thầy tiếp nha. Các con vừa được học này, A4 và B1 là trong cùng phía, phía trong này này. Thế thầy hỏi các con ngoài cùng phía là góc nào và góc nào? Mình sẽ luận được ra. A4 và B1 là trong cùng phía, A3 và B2 là trong cùng phía. Đó, nó đi vào trong này. Thế ngoài cùng phía, ai giơ tay trả lời thầy nào? Em. À, Hà Hiếu nào? Thầy khác phía, đối phía. Đâu? A4 và B1 là trong cùng phía nhá. Vâng. Ngoài cùng phía, trong rồi, ngoài cùng phía là A1 và B4. Chuẩn luôn, và cặp góc nào nữa? Là A2 và B3. Quá đúng luôn. Vâng, chúng ta sẽ có cặp góc tiếp theo là các cặp góc ngoài cùng phía là A1 và B4. A2 và B3. Tiếp theo các con nhìn vào màn hình cho thầy tiếp này. A4 và B2 là so le trong. A3 và B1 là so le trong. Thế từ đó mình lệch ra so le ngoài. So le ngoài là bên ngoài ai nào? Mời Hải Long nào. Em thưa thầy là hình như là A1 và B3 và A3 là... và B1 này. Ngoài là gì ạ? A3 và B1
ngoài là phải bên ngoài rồi. À, A1 và B3. A1 và B3 đúng rồi, nữa. Và A2 và B4. Chuẩn luôn, đấy. Soi le trong là bên trong, soi le ngoài lệch ra bên ngoài. Rồi, chúng ta sẽ có tiếp là các cặp góc. Soi le ngoài. Là A1 và B3. A2 và B4. Đó, các con bây giờ ghi cái nội dung này vào. Bây giờ các con ghi nội dung này vào nhé. Sau đó chúng ta sẽ trả lời cho thầy một cái bài toán. Mời bạn Hải Phong nào. Hải Phong trả lời thầy cặp góc ở vị trí soi le trong nào. Em thưa thầy, các cặp góc soi le trong là A4 và B1. À, chuẩn luôn. Và gì nữa? Và A3 và B2. Chính xác, bây giờ thầy đã sẽ ghi vào A4 này. Và B1 này. A3 này và B2 này. Tiếp theo thì đáo cho mời bạn Hải Lâm trả lời thầy là soi le ngoài nào, các cặp góc soi le ngoài nào, soi le trong này. Rồi, thầy các le ngoài, cặp góc ngoài này. Em thầy các cặp góc soi le ngoài là A1 và B4 và A2 và B3. A1 B4 chuẩn. A2 B3 quá chuẩn luôn. Rồi. A1 và B4. A2 và B3. Rất tốt. Tiếp theo, các cặp góc đồng vị. Ai nào con? Mời bạn Nguyên Anh nào. Thầy đó sẽ đổi sang bạn Phương Nam nào. Phương Nam trả lời thầy nào. Phương Nam trả lời thầy góc đồng vị nào con. Em thưa thầy góc đồng vị là đồng là góc cùng, đồng... cùng vị trí A... wow. A1 B2 ạ. Tiếp góc nào nữa. A2 và B1 ạ. Rồi tiếp A3 và A3 và B4 ạ. Rồi, nữa A4 và A4 và B3. Rồi, rất chính xác. Đấy là vị trí nó tương tự giống nhau đấy ạ. Chúng ta sẽ trả lời là lần lượt này, A1 này. Và cái thằng B2 này. A2 này. Thì lại và B1 này. A3 này. Là và B4 này. Và A4 thì là và cái góc B3. Tiếp theo là cặp góc ở vị trí trong cùng phía nào. Thầy mời bạn Hà Phương nào. Hà Phương trả lời cặp góc ở vị trí trong cùng phía nào. Nhưng ô tô nó đi vào giống trên này này. Ở dưới đấy đi vào này, con đọc đi góc vị trí trong cùng phía nào. Hà Phương, Hà Phương không bật được mic thì thầy đó sẽ chuyển sang bạn Hương Anh nào. Con ơi, góc trong cùng phía con nhìn đi, ở trên này là góc trong cùng phía, con tập trung vào góc trong cùng phía A4 và B1 này này, những ô tô đi vào đây này, A4 và B1 này, hoặc ô tô đi vào trong này này. A3 và B2 thì con nhìn dưới đây, góc trung cùng phía là góc nào? Con nghe thầy là A4 và B2. Chuẩn rồi, tiếp theo nữa. Ô tô đi bên này nữa.
A3 và 4B, B4 ạ. Đâu, con nhìn sao lại B4, ô tô đi vào trong này cơ mà. A3 và gì đây? B mấy ạ? B1 ạ. Đúng rồi, con học trượt à, đúng không? Như vậy mình có góc trong phía là A4 này và B2 này, A3 này và B1 này. Rồi, đi ở bên trong rồi thì bên ngoài, ngoài cùng phía thì quá đơn giản rồi, đúng không? Mời bạn Lan Anh nào. Lan Anh trả lời thầy, ngoài cùng phía nào con? Màn hình em là bên trong đang... rồi. Vâng. Màn hình em đang bị lag. Và túi đen. Thế à? Vâng. Ừ, thầy đọc mời bạn Thùy Linh nào con? Thùy Linh trả lời thầy là góc ngoài cùng phía nào con? Đây là trong rồi nhá. Ngoài là bên ngoài thôi. Thầy ơi, màn em đang lag vì cái màn hình em đang chỉnh sang mạng kìa. Bạn Mai Anh nào, Mai Anh trả lời thầy nào, đây là trong cùng phía này, A4 và B2, bên ngoài cùng phía là góc nào con? Em đưa thầy là góc mặt B, à em đưa bên ngoài là bên ngoài này, A1 và... Bên ngoài là A1 và B3. Rồi, nữa. Và... Đây nữa. Và C2 A2 và B4. A2 và... À. A3 và A4. Đâu, con nhìn, con đừng đọc vội thế. A3 không và... phải, ngoài, bên ngoài cơ mà. A3 là bên trong rồi, ngoài đi cơ mà. A2 và gì nào? A2 và B4 ạ. Đúng rồi. Con cứ bình tĩnh nhé, con đừng vội. Con nghĩ thật kỹ là con đọc ra một cái là xong. Đấy, A1 và B3, A2 và B4. Các con đã thuộc được vị trí của các góc chưa? Thông qua cái bài toán số 3 này có cần phải đọc với trong một hình nữa không? Và nếu chúng ta có góc A4 bằng góc B1, đó là cặp góc ở vị trí soi le trong, đúng không? Đây là cặp góc ở vị trí soi le trong. Thì các con sẽ suy ra được cặp góc soi le trong còn lại là hai góc nào bằng nhau nè? Là A3 và B4 ạ. Đúng rồi con. Như vậy mình sẽ có là A3 bằng B4. Đấy, mình được quyền suy ra nhá. Đấy là cái tính chất ạ. Tiếp theo mình sẽ suy ra cặp góc ở vị trí đồng vị bằng nhau. Đó. Bạn Kiệt trả lời thầy nào. Thì thầy, A1 bằng B2 ạ. Đúng rồi, A1 bằng B4. Con đọc tiếp cho thầy cặp góc đồng vị còn lại nào. Tiếp tục là A2 sẽ bằng gì con? Thầy, A2 bằng B3. Đó, con nhìn A2. A2 đồng vị nhá, A2 đồng vị cơ mà. A2 là phải gì nào? B1. Con cố gắng con tập trung nhìn màn hình, các con tập trung nhìn màn hình là con nhớ được vị trí thôi. Tiếp theo là A3 và góc nào con? A3 đồng vị và góc nào nhỉ? Để A3 góc phía dưới này. Và góc B mấy ạ? B2.
Góc A4 sẽ bằng góc nào con? A4 bằng B3. Đúng rồi, A4 bằng B3 đấy, đồng vị. Đây là góc gì? Đồng vị. Tiếp theo là mình suy ra góc trong cùng phía bù nhau nào. Ai trả lời thầy góc trong cùng phía nào con? Các con phải học tập trung nhìn mình nhớ được A4 và B4 này trong cùng phía đấy. A4 này và B4 là phải bù nhau, tức là tổng của nó cộng lại bằng 180. Các góc trong cùng phía còn lại là gì hả con? Nam. Ô tô nó đi vào đây này. Bạn nào trả lời tiếp thầy, góc trong cùng phía còn lại là gì? Thầy là A3 và B1 ạ. Vâng ạ. Nhớ cái hình ảnh người ta vừa nói chưa? Thì là góc trong cùng phía nó phải bù nhau. Rồi, bây giờ thầy giáo sẽ cho các con một cái bài tập nhá, để các con vận dụng vị trí các góc. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bài toán số 4. Các con lưu ý cho thầy là để làm được cái bài toán số 4 chúng ta nhớ ra cái tính chất này nha. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì cặp góc so le trong còn lại bằng nhau. Cặp góc so le trong bằng cặp góc đồng vị bằng nhau. Cặp góc trong cùng phía bù nhau. Đấy thì dựa vào cái bài này người ta cũng cho một cặp góc so le trong bằng nhau thì đương nhiên cặp góc so le trong còn lại là A4 và B1 là sẽ bằng nhau rồi. Đúng không? Hoặc là A1 và B2 là góc ở vị trí đồng vị sẽ bằng nhau, vân vân. Đó, bài này không khó đâu, các con nhìn nhé. Bây giờ thầy giáo sẽ ghi cái góc A1 bằng 30 độ và nhìn hình cho nó sáng nhé. Nếu con người ta yêu cầu tính góc A2 thì quá ngon rồi. Mình sẽ thấy ngay A1 và A2 là hai góc gì con nhỉ? Kề bù rồi, đúng không? Vâng, và mình sẽ ghi bài làm thôi. Vì A1 và A2 là hai góc kề bù, cho nên thầy trò chúng ta sẽ suy ra được góc A2 cần tính mình viết trước bằng 180 độ trừ đi góc đã biết làm A1 và bằng 180 độ trừ 30 độ và bằng 150 độ. Xong. Tiếp theo là đi tính góc A3 thì đơn giản rồi. Theo hình vẽ luôn ta suy ra. Theo hình vẽ. Thì ta suy ra được góc A3 cần tính mình viết trước bằng góc A1 bằng 30 độ. Mở ngoặc, ở đây là lý do, đây là hai góc sao con? Tính chất của hai góc đối đỉnh. Vâng. Sau hai góc rồi, bây giờ mình chỉ cần tìm được ba góc còn lại thôi. B1 ạ. Xem nào. B1. Ồ, B1 nó có bằng A2 không? Có, nó đồng vị. Có, bởi vì mình có một cặp góc so le trong bằng nhau rồi, mình suy ra cặp góc so le trong còn lại bằng nhau, góc đồng vị sao? Bằng nhau. Nhau. Đúng không? Đấy, chúng ta sẽ nói như sau là tiếp tục theo hình vẽ ta cũng suy ra được tiếp luôn. Ta cũng suy ra được tiếp luôn là gì? Góc B1 sẽ bằng luôn góc A2 và bằng 150 độ. Mở ngoặc đây là theo tính gì? Tính chất mà thầy trò mình vừa mới ghi ở trên.
Đúng không? Vì mình có một cặp góc xoay lên trong bằng nhau rồi thì mình sẽ có được cặp góc xoay lên trong bằng còn lại bằng nhau, các đồng vị sao con? Bằng nhau mình nối xuống dưới. Thì để tính được B1 nó có quá nhiều cách. Hoặc mình có thể suy ra là hai góc trong cùng phía này bù nhau có được không? Đều được cả. B1 bằng 180 độ trừ đi A3, A3 bằng 30 độ thì B1 cũng bằng 150. Mình lại dùng luôn B2 nó bằng luôn thằng gì đấy? B2 nó bằng thằng gì ạ? Thằng A1. Thằng A1 đúng không? Cũng được, đấy, vân vân, nhiều lắm. Nhiều. Nhiều cách làm con. Tiếp tục mình suy ra B2. Thì bây giờ mình có thể cho nó bằng B3, à bằng A3 được không? Nhiều lắm, rất là nhiều cách làm. B2 bằng A3 được không? Có. Cùng bằng bao nhiêu độ ạ? A3 là 30 nhỉ? Ở đây là theo đề bài đúng không? Giải thích là theo đề bài hai góc đấy bằng nhau. Chuẩn chưa con? Tiếp theo là thằng nào nữa? Thằng B3 gì? Thằng B3 nó đồng vị với cả B4 đúng không? Bằng đồng vị với A4. Và bằng A4. A4 có chưa? A4 chưa à? À thì bây giờ mình lại xoay ra B3 có cần tính thì lại đối đỉnh với B mấy ạ? Đối đỉnh với B1 đúng không? Bà đầy võ đúng không? Thích làm từ nào thì làm. Đấy. Bằng B1. Và cùng bằng bao nhiêu độ? 150 độ mở ngoặc. Lý do là tính chất hai góc đối đỉnh và bây giờ mình kết luận vậy góc A2 thì bằng 150 độ, góc A3 thì bằng 30 độ, góc B1 thì bằng góc B3 thì cùng bằng 150 độ, và góc B2 cuối cùng nữa là bằng 30 độ. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái phần bài tập về nhà.